Hơi được nước Uống nào ạ? chút nữa nha. Anh đã mang máy tính của em đi cho thợ sửa rồi. Rốt cuộc là ai đứng sau sẽ điều tra ra nhanh thôi. Cảm ơn. Đồ ngốc. Cảm ơn anh làm gì? Đây không chỉ là chuyện của em và hàng sản, mà còn là chuyện của Mã Khắc. Anh đã hứa với cậu ấy sẽ thay cậu ấy điều tra rõ ràng. Trước kia em nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Có bố mẹ yêu thương em. Có các chị em mà em yêu quý nhất. Còn có một người bạn trai tốt như vậy. Thật sự quá hoàn hảo. Nằm mơ bật cười. Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày những thứ này đều sẽ rời xa em. Thậm chí đến bản thân em cũng không biết tại sao. Tiểu Lôi đột nhiên dọn đi. Em cũng gây chuyện với hàng sản. Đến chị họ cũng không biết đã đi đâu rồi. Bạn thân nhất của em đột nhiên tất cả đều rời xa em. Hay là em ăn trước đi, miệng nguội hết rồi. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, em đã không ăn mì gói nữa. Vậy hay là anh đưa em đi ăn khuya nha. Em không muốn đi. Vậy em muốn ăn gì? Anh mua về cho em. Em không muốn ở một mình. Vậy hay là em hãy ăn thử mì này đi. Asmes trong giới mì gói khó mua lắm đó. Anh là một cậu ấm, sao lại rành về mì gói vậy? Đó là tại em không biết mì gói đã bầu bạn cùng anh bao nhiêu đêm tối cô đơn. Không phải là anh bốc phét đâu. Ở bệnh viện của anh là người hiểu biết nhất về mì gói. Hạ Nhan. Hai người làm sao vậy? Anh biết video trong hôn lễ của chúng ta do ai phát không? Ai? Hạ Nhan sao? Không thể nào. Em cũng không tin. Nhưng em nhìn thấy video đó trong máy tính của cậu ấy. Anh tin em. Anh chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại làm như vậy với em. Chắc là tại em từng dụ dỗ Hứa Thành Dật. Cậu ấy muốn trả thù em. Nhưng cho dù có chuyện đó, cô ấy cũng sẽ không dùng cách này đối phó với em. Video trong hôn lễ của Lưu Nhất Minh cũng do cậu ấy phát. Em khác với họ. Em và Hạ Nhan là bạn bè lâu năm. Cô ấy dùng cách này với em cũng tin sao? Em không tin. Em thật sự không tin. Nói thật lòng,
Lúc chúng ta ly hôn, em cũng chưa buồn tới vậy. Thậm chí em từng nghĩ giãn gốc đi qua chuyện, không truy cứu nữa. Em sợ sự thật không phải điều em muốn. Ngộ nhỡ thì sao? Không đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nhưng mà em rời xa các cậu ấy dường như còn buồn hơn thất tình nữa. Đó là do em trọng tình cảm. Trước kia, mỗi lần mẹ khuyên em về An Sơn thì sẽ nói với em: thành phố nhỏ tốt, thành phố nhỏ nhịp sống chậm, 10 năm trước là hàng xóm, 10 năm sau vẫn là hàng xóm, bạn bè họ hàng đều ở bên nhau, không như thành phố lớn. Hôm qua còn gắn bó thân thiết, hôm nay đã đường ai nấy đi rồi. Lúc đó em nghĩ, không sao, dẫu sao em cũng còn hàng sản bọn họ. Nhưng mà em vẫn bị dính lời nguyền của thành phố lớn. Ở đây, mỗi ngày bọn em biết quá nhiều người, xảy ra quá nhiều chuyện. Nó không chừng một chuyện nào đó sẽ khiến bọn em càng ngày càng xa cách nhau. Không đâu. Chỉ ít chúng ta không như vậy. Mặc cho nhịp sống của thành phố này nhanh như thế nào, chỉ cần anh nắm chặt tay em, chúng ta sẽ không lạc mất nhau. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Không ai có thể khiến chúng ta chia xa. Hiểu lầm giữa em và hàng sản cũng sẽ được làm rõ. Trước kia em không tin vào tình yêu, bởi vì nó luôn thay đổi. Em nghĩ rằng tình chị em mới có thể bền lâu. Nhưng trước tiên là Tiểu Lôi, sau đó đến Hạ Nhan, vẫn yếu đuối như vậy. Em còn lại gì nữa? Em vẫn còn anh. Thật đấy. Bây giờ chúng ta là gì? Tình thân à? Không phải, vợ chồng già mới gọi là tình thân. Cũng đúng. Chúng ta chỉ là hôn nhân thất bại do nhất thời bồng bột thôi. Chúng ta là đồng đội cùng nhau bị thương trên chiến trường tình yêu. Em có áo chống đạn, em không hề bị thương. Em không bị thương phải không? Đúng vậy. Không đau chút nào à? Không đau. Không đau thì không đau. Có lẽ cũng có một chút. Từ từ thôi. Không sao nữa rồi.
Từ từ. Ngon không? Đi rửa bát đi. Ăn xong liền đuổi anh đi à? Được. Anh đi rửa bát. Rửa xong bát, anh đưa em về khách sạn. Em muốn ở cửa hàng gia dụng. Buổi tối ở cửa hàng vắng vẻ lắm. Một mình em không sợ, nhưng mà anh không yên tâm. Anh ở lại cùng em. Tùy anh. Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Chuyện gì thế? Mẹ tôi, bà ấy rất thích anh. Vậy nên nếu sau này anh rảnh rỗi, lúc nào anh về Tân Châu có thể đến nhà tôi gặp bà ấy không? Được. Cảm ơn. Không có gì. Cô còn thổi harmonica không? Hồi nhỏ có thổi. Bây giờ đã không thổi lâu rồi. Chơi thử nào. Không thổi lâu lắm rồi, tôi không biết là còn nhớ hay không. Thử đi. Ăn thử đi. Tôi một mình làm đó. Cô muốn đầu độc tôi chứ gì? Đầu độc anh có lợi gì chứ? Vậy tôi thử nha. Thế nào? Ngon thật đó. Thật sao? Thật đó, cô thử đi. Hình như cũng không tệ, đúng chứ? Cô có thể thành thợ rồi, do thầy dạy giỏi thôi. Cảm ơn anh nha. Mấy hôm nay đã ở bên tôi. Ngày mai tôi phải về rồi. Ngày mai đi rồi à? Tôi không muốn trốn tránh nữa. Chuyện nên đối mặt, sớm muộn cũng phải đối mặt, không phải sao? Vậy được rồi, tôi ủng hộ cô. Nhưng mà trước khi đi chúng ta lên đỉnh núi ngắm bình minh nha. Được đó. Được. Ngắm bình minh chúng ta phải thức dậy lúc 3 giờ sáng đó. Có phải anh đã quên tôi là bác sĩ ngoại khoa không? Từ lâu đã rèn được khả năng thức ngủ bất cứ khi nào. Vậy chúng ta hẹn rồi nha. Ba giờ tôi sẽ gõ cửa phòng cô. 2 giờ rưỡi còn được.
Tại sao anh không hỏi tôi đang trốn tránh điều gì? Anh đã biết từ lâu rồi phải không? Tôi nhìn thấy cô nói chuyện với bác sĩ khoa ngoại vú. Bác sĩ Hạng, tình trạng của cô không ổn lắm, bản thân cô phải chú ý. Vốn dĩ tôi chưa chắc chắn, nhưng mà tôi không ngờ cô lại đồng ý đi du lịch cùng tôi. Khả năng ác tính là 80%, giống y hệt chẩn đoán sơ bộ năm đó của cô tôi. Sau đó cô ấy thế nào? Làm phẫu thuật, nhưng vẫn bị di căn. Nhưng mọi thứ vẫn chưa xác định. Ngày mai quay về sẽ phải làm kiểm tra nội soi lần cuối. Tôi đi cùng cô nha. Được. Cô sợ không? Sợ. Sợ mẹ tôi lại mất đi một người thân. Sợ bà ấy không chịu nổi chuyện này. Tôi cũng sợ Hạ Nhan, Hàng Sản, Tiểu Lôi sau này khi họ cãi nhau không ai khuyên ngăn. Tôi mãi luôn là chị họ của các em ấy, đã quen lo lắng cho họ rồi. Nhưng nếu đổi lại nhìn thấy họ lo lắng cho tôi, cảnh tượng đó tôi tưởng tượng không ra sẽ như thế nào nữa. Cô có định cho họ biết không? Đợi có kết quả nội soi rồi tính. Nếu bạn của cô đối với cô như vậy, cô sẽ nghĩ thế nào? Họ cũng giống như cô. Đối mặt với căn bệnh của bạn bè và người thân, điều khiến người khác buồn nhất chính là bản thân không làm được gì. Tuy là tôi rất mong vào lúc này chỉ có một mình tôi ở bên cạnh cô, nhưng đừng tước bỏ cơ hội để họ giúp cô. Anh làm gì vậy? Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc thế. Không có. Chỉ là tôi thường nghĩ, nếu như chuyện này xảy ra với tôi sẽ làm thế nào? Lần trước anh ngã gãy tay, không hề nói với tôi. Tôi đã hứa với cô rồi, sau này cho dù ngã gãy cái xương nào, tôi đều sẽ nói cho cô biết. Nhưng tôi thật sự không biết nên nói với họ thế nào. Vậy chúng ta quay một video nha. Hạ Nhan, Sản, Tiểu Lôi, lần đầu nói chuyện với các em bằng cách này. Tại vì có những lời chị không biết nên trực tiếp nói với các em thế nào. Báo cáo kiểm tra sức khỏe năm nay có rồi. Tuyến vú của chị phát hiện một khối u, khả năng ác tính 80%. Chị vốn tưởng rằng thân là một bác sĩ, chị nhất định phải xem nhẹ chuyện sống chết. Đến khi thật sự xảy ra với bản thân chị, thật sự chị vẫn sợ hãi. Có còn nhớ chúng ta từng hẹn ước, đợi chúng ta già đến lúc đi không nổi nữa, cũng phải cùng nhau phơi nắng trên xích đu không? Chị đoán tới lúc đó, nếu chúng ta cãi nhau, liệu chúng ta có rớt răng giả không?
Hạ Nhan, Sản, Tiểu Lôi. Có lẽ phải thất hứa rồi. Chị không thể ở bên các em cùng nhau từ từ già đi. Cũng không thể góp mặt vào những thời khắc quan trọng trong cuộc sống của các em nữa. Các em sẽ tha thứ cho chị, phải không? Ngày mai chị phải đi làm kiểm tra nội soi. Dù cho kết quả thế nào, chị đều hy vọng các em có thể đi cùng chị. Bác Tài, anh nhanh lên đi. Tôi xin anh chạy nhanh lên được không? Chị họ, chị đang gạt bọn em phải không? Em không làm càn nữa. Chị đừng dọa em. Chị mong bọn em làm hòa mới cố ý gạt bọn em, có phải không? Bọn em đã biết sai rồi. Nào, được rồi, cùng chị vào trong được không? Cố lên. Hạng Nam, cô chuẩn bị xong chưa? Ừ, bắt đầu. Chị họ, có phải đau lắm không? Không sao, kiểm tra thôi mà, ngủ một giấc là khỏi. Chị họ à, chị khát nước không? Có cần em mua đồ uống cho chị không? Mấy đứa cứ ở bên chị như vậy đã tốt lắm rồi. Đã mấy giờ rồi sao còn chưa có báo cáo? Sao các em còn nôn nóng hơn chị thế? Chị lại hy vọng có thể từ từ. Còn rất nhiều chuyện chị chưa làm xong. Chị họ à, chị đừng bi quan nữa. Biết rồi. Hàng Sản, cho em ấy đi đi. Qua đây ngồi đi. Tới đây. Qua đây. Đồ ngốc.
Để chị tự đi. Lành tính. Chị họ, tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Chị họ, chị nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chị làm tụi em sợ chết khiếp luôn. Lúc này phải nên cười. Đây là bệnh viện. Em còn chưa thay giày mà đã chạy tới đây rồi nè. Thật sao? Em còn chưa thay đồ ngủ nữa. Được rồi. Được rồi. Lần này làm ca tiểu phẫu cắt bỏ là xong. Chị đã nói rồi đó. Chỉ cần bốn người chúng ta bên nhau sẽ không có gì đâu. Có lẽ cái tên ngốc đó đi mua đồ ăn cho chị rồi. Chúng ta không ăn đồ ăn trong bệnh viện đâu. Chị họ à, chúng ta về nhà đi. Em nấu món ngon cho chị. Mì hoành thánh mà chị thích ăn nhất. Bao lâu rồi không làm cho chị? Tự nói xem nào. Được rồi. Vậy chúng ta về nhà. Đi. Chị họ, chị đói không? Em nấu đồ ăn cho chị nha. Dọn dẹp trước đi rồi nói. Hôm nay chúng ta có chuyện gì thì nói ra hết đi. Đừng giấu trong lòng nữa. Thật sự không có gì. Đúng không Hạ Nhan? Đúng đó chị họ. Tụi em không sao. Chị đừng lo cho tụi em. Sẵn. Em còn nhớ lần đầu tiên đưa bọn chị tới ngôi nhà này. Em đã nói gì không? Đã qua lâu như vậy rồi ai mà nhớ chứ. Khi đó em nói, em bỏ tiền mua căn chung cư này không phải muốn một ngôi nhà, mà là muốn bốn chúng ta có một lâu đài. Lúc vui thì cười trong đó, lúc buồn thì khóc trong đó, lúc muốn quậy thì ở trong đó thỏa thích lăn lộn. Cho dù người kia làm gì, ba người còn lại nhất định sẽ ủng hộ người đó. Em còn nhớ lúc đó Tiểu Lôi nói
Người lăn lộn khắp nhà chỉ có mình cậu ấy. Lúc đó, ngày đầu tiên chúng ta dọn vào đây, Hạ Nhan còn đi mua tấm đệm yoga. Cậu ấy nói muốn để cậu mặc sức lăn lộn. Lăn đủ rồi. Còn đau không? Không sao, cả tiểu phẫu mà thôi. Nếu muốn nói đau, có lẽ là giây phút hôm nay mở cửa nhìn thấy lâu đài của chúng ta trở nên như vậy. Xin lỗi, lỗi của em. Thật lòng sao? Tất nhiên là thật lòng rồi. Cho dù thế nào, em cũng không nên phá nhà của chúng ta. Sự việc đó mình vẫn chưa giải thích rõ ràng. Không cần giải thích. Ai cũng có lúc giận dỗi. Qua rồi. Sẵn à, quen biết em lâu như vậy, em chưa bao giờ để cho mình ẩm ướt. Nếu như em thật sự cho rằng những chuyện này do Hạ Nhan làm, em sẽ nuốt cục tức này sao? Con người đều sẽ thay đổi. Bây giờ em cũng có thể làm được nhiều việc mà trước kia em làm không được. Em từng nói em sẽ hy sinh vì bạn bè. Cho dù em thật sự bị đâm hai nhát, em cũng có thể bỏ qua vì mọi người. Chị yên tâm, em sẽ không cãi nhau với Hạ Nhan nữa. So với chuyện của chị, những chuyện này chỉ như hạt gạo thôi. Nhưng mà chuyện này không thể kết thúc như vậy. Đúng đó. Nếu trong lòng cậu thấy khó chịu, mình đã nói rồi, tại sao các cậu đều muốn ép mình? Xin lỗi, mình không phải có ý đó. Đó mới là em. Muốn nói thì nói. Là chị bảo em nói đó. Ừ, nói đi. Hạ Nhan, cậu quá đáng thật. Mình đi tìm Hứa Thành Dật, không nói cho cậu biết là mình không đúng. Cậu có thể mắng mình, cậu có thể cãi nhau với mình, cậu đến gây gổ với mình đều được cả. Sao cậu lại giấu mình làm chuyện đó chứ? Mình thật sự không hiểu. Cậu muốn dạy dỗ mình, hay là cậu nghĩ có kết hôn hay không đều không quan trọng với mình? Mình biết mình không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mình cũng không xấu xa gì. Mình chỉ làm chuyện mình thích, theo ý của mình thôi. Mình dám làm dám nhận. Nhưng dù sao đó là hôn lễ của mình. Mình đã nói thật rồi. Bây giờ đang ở trước mặt chị họ và Tiểu Lôi, mình sẽ không gây thêm phiền phức cho họ. Nhưng mình và cậu không phải bạn bè nữa. Chúng ta giữ phép lịch sự là được. Cậu nói xong rồi chưa? Nói xong rồi. Vậy tới mình nói vài câu. Cậu nói đi, có ai ngăn cậu đâu? Đoạn video đó không phải mình phát. Mình nhìn thấy nó trong máy tính của cậu rồi. Hôm qua mình nhờ Hứa Thành Dật giúp mình sửa chữa máy tính. Quả thật, trong máy tính của mình có đoạn video đó. Vậy cậu còn muốn nói gì? Nhưng cậu có từng nghĩ, nếu như hacker có thể xâm nhập hệ thống của SG, vậy hắn nhất định có thể xâm nhập máy tính của mình. Nếu hacker có thể xóa file, hắn nhất định cũng có thể thêm vào những file trước đó không có. Mình biết hacker rất ghê gớm, nhưng mình đâu có đắc tội bọn họ. Chuyện này thì mình không biết. Nhưng mà cậu xem thử cái này đi. Đưa đây. Trên đó hiện rõ thời gian đoạn video đó lưu vào máy tính của mình là sau hôn lễ của cậu. Mình biết, có thể cậu nghi ngờ mình làm giả. Nhưng mà sẵn à, cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện đó trong hôn lễ của cậu thật sao? Ai nói cho em biết Hạ Nhan có đoạn video này? Tôi đã điều tra tất cả địa chỉ IP đăng nhập vào tài khoản của cô. Cô nhìn xem có chỗ nào kỳ lạ không? Nếu không chừng có thể tìm ra kẻ đứng sau. Mình phải đi tìm cô ta. Nè, cậu lại muốn đi đâu nữa? Rốt cuộc cô ta nói gì với cậu? Cô ta nói cô ta giúp mình điều tra địa chỉ IP. Không nhắc tới Hạ Nhan hả? Không có. Cô ta còn nói địa chỉ IP này đều do mình tự đăng nhập. Nhưng mình chưa từng đăng nhập vào máy tính ở ngôi nhà này. Có lẽ Lăng Vi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nhưng mà cậu yên tâm, mình nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Thật sự không phải cậu hả?
Không phải mình. Mình thật sự ngốc quá đi. Tại sao mình lại ngốc như vậy chứ? Sao mình lại bị cô ta lừa hai lần chứ? Đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Sao cô ta đáng ghét như vậy chứ? Sẵn, đừng đi tới đi lui nữa được không? Chị bị em làm chóng mặt rồi. Xin lỗi chị, xin lỗi. Xin lỗi, Hạ Nhan, xin lỗi mà. Xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu. Hạ Nhan, cậu còn muốn làm bạn với một kẻ ngốc không? Mình đồng ý. Cậu ngốc. Mình đần như vậy, cậu còn chịu làm bạn với mình. Cho dù cậu làm gì, mình cũng sẽ tha thứ cho cậu. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Kìm nén mấy hôm đã nói hết ra trong lòng dễ chịu hơn rồi chứ. Để em ấy khóc đi, khóc xong sẽ khỏi. Ngạc nhiên không? Anh như thế là tặng cho em. Em đi đâu vậy? Hạng Nam về rồi. Chị ấy bị bệnh. Tụi em tới bệnh viện cùng chị ấy. Em có sao không? Em không sao. Anh rất lo cho em. Em có biết không? Chúng ta ăn cơm đi. Nào. Ngồi đi. Đưa anh. Hạng Nam sao rồi? Bọn em đi kiểm tra với chị ấy. Khối u lành tính. Vậy được rồi. Sau này chuyện thế này phải nói cho anh biết. Không được để anh lo lắng. Anh thật sự không phản đối em qua lại với họ sao? Lần trước anh đã nói rồi, đều là lỗi của anh. Anh hy vọng em đừng giận. Sao lại phản đối được chứ? Vậy nếu em về bên đó ở vài ngày có được không? Sức khỏe của Hạng Nam không tốt. Em muốn ở bên chị ấy nhiều hơn. Không thành vấn đề. Ngày mai anh đưa em tới đó. Đúng lúc anh cũng đi thăm Hạng Nam. Nhưng mà anh gặp họ liệu có... Yên tâm đi, anh nói vài câu sẽ đi, không quấy rầy họ lâu đâu. Hơn nữa anh đảm bảo, tuyệt đối không đánh trả, mắng không đáp trả. Quả thật là lỗi của anh, nên gặp mặt xin lỗi họ. Như thế sau này, em cũng không cần hai bên khó xử nữa. Anh thật sự làm vậy vì em sao? Mọi người đều là bạn học cũ, chỉ cần nói rõ sẽ không sao nữa. Cũng tốt. Anh có nhiều hiểu lầm với họ như vậy, cũng nên nói rõ ràng. Nhưng mà em phải hứa với anh một chuyện.
Chuyện gì? Sau khi em quay về, đều phải quên hết những chuyện xảy ra ở đây, để mọi thứ không vui đều tan theo mây khói. Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Em đi rửa tay trước. Là khách hàng.